Bây giờ sẽ có trò chơi này để giành quyền ngủ với Tion bên này, còn ai mà thua thì sẽ qua bên đây ngủ với người cá ba. Ok. Thôi không chơi. Chơi gì ạ? Chơi người đè ngủ. Chơi gì ạ? Trò chơi này là kể một câu chuyện mà khiến Tion cười. Ai làm Tion cười được, người đó được ngủ với Tion. Cái gì vậy? Nghe Tion kể chuyện cười cái vô thọt cù lét, Tion muốn Tion cười. Tion cười rồi nè. Tion cười thử ơi. Cười nè. Ok, để mình kể chuyện cho Tion. Rồi ngồi nha. Ngồi cách xa đó, ngồi cách xa. Ngồi cách xa ra, không. Nhớ nha, suy nghĩ kỹ đi, chỉ một câu chuyện cười. Không được thọt cù lét, không được làm gì hết. Rồi. Cái gì vậy? Rồi đi lóc chắc mà đi bỏ bỏ đi. Rồi ngồi xích ra kể chuyện cười. Ban giám khảo thách thức danh hài bắt đầu sẵn sàng. Hôm nay là Thiếu Việt, Hương với Trấn Thành, một mình Tion solo, ba thí sinh siêu quậy. Thấy quá là em cười. Ơi ơi, ban đầu tiên nhé. Thấy quá nè, mình mới gặp ác mộng quá. Mình mới gặp ác mộng có con ba nó cắn cô Tion. Trời ơi, biết sao không? Tự nhiên nó cắn cô Tion xong, tự nhiên Tion đái. Đái biết sao không? Tự nhiên đái mà nít nó xịt nước vô mặt con ba đó. Bảo vệ đâu, đuổi. Không cho lên truyền hình nữa. Lên truyền hình mà gặp thí sinh vô nó bậy nó bạ với giám khảo. Gặp Việt Hương là giả tét mỏ rớt hai cái răng cửa luôn. Cho Ben cơ hội thi lại. Bây giờ ai muốn thi trước? Nuri cũng thi thách thức danh hài luôn hả? Ben thi trước đi. Trò chơi này là... Nhưng mà sao Ben nói vậy không được? Nói vậy để cho tôi mắc cười. Nhưng mà không được nói bậy. Đúng rồi. Trò này là thách thức tiên cá. Và do các bạn người cá thi. Rồi tôi cười rồi. Cái này là Tion đang nói giao lưu thì Tion có quyền cười. Không, cho Ben thử nè chứ. Tion cười như thế nào, Tion cười như thế nào. Tion ơi. Thử thôi đúng không? Thử chứ không phải thi thiệt đúng không? Rồi nói rồi. Một em không mặc đầm, cộng 2 em không mặc đầm, cộng 1 em không mặc đầm, cộng 10 em không mặc đầm, cộng 1 em không mặc đầm. Đó cho mấy em không, mấy em mặc đầm. Không mặc đầm hả? Không mặc đầm, mặc đầm. Vậy thì 14 em mặc đầm. Đâu là thì có bằng 3 em mặc đầm. Là có nghĩa là vậy cho nên 3 của em mặc đầm mới là cơ học từ bạn con á. Ba của em mặc đầm hả? Hay quá ha. Ok. Hiểu rồi. Vậy có cười không? Ngờ mắc cười quá rồi. Đúng luôn. Hay. Cười rồi đó. Mới vừa cười. Ngủ chưa? Giống như là Ben đi thử. Thi thử rồi. Ba chân dài thi nha. Ba của em chân dài á. Ừ. Giống như là gì? Cái này tôi biết rồi. Là một ông sư bị bệnh, ba ông sư tới thăm mấy ông sư. Ba ở lộn hai ông sư. Ừ đúng rồi, Ben chơi chiêu vậy mà Tion cũng bị Ben dụ được, mắc cười thiệt. Rồi bắt đầu, khó cười rồi đó. Bây giờ là... Ủa tại sao Ben nói ra chiêu đó? Ừ, em biểu Ben nói ra chiêu đó để Tion hết. Ủa, mắc cười. Ăn trộm hay ma là sao anh? Đây nè, người này nè. Nó nói về sao ngủ được, hay nhà ăn trộm. Đâu thấy người đâu. Đây nè đó, em thấy đây nè đó. Người hay ma. Thấy chưa? Thấy ở đâu vậy anh? Trên camera. Mà cái này là trên nóc nhà hả? Này không biết đâu, chắc cửa hay cái nhà gì đó, người hay ma. Tên lửa là gần đây. Đâu, anh. Đâu. Nè, cái này là cái chân nhảy xuống nè, đúng không? Ừ, người hay ma. Rồi quấn cái khăn đúng không? Ừ. Nè, đeo cửa. Đeo cửa, cái này là người mà. Không? Người mà giống như là người ta đi qua cái camera, nó ngụy trang che là để sợ mình bị bắt á. Sao mình thấy á? Trời ơi, bây giờ người nhiều chơi mà. Che mặt lại đi. Người ăn trộm á anh ơi. Ăn trộm mà che lại á, che mặt mũi lại. Mà che lại để cho người ta không phát hiện ha. Làm như con ma luôn, ghê thiệt. Che lại với ta. Lại trong trắng với đen á, mình nhìn buổi tối không ra. Nè ơi, hình của bạn thai này đây rồi. Rồi bây giờ hả? Rồi bắt đầu thách thức tiên cá, bắt đầu chưa? Nhớ nha, ai thắng sẽ được ngủ ở đây. Ai thua qua đây ngủ với người cá ba. Thử mà, hồi nãy Ben nói Ben thử. Không, tự nhiên Tion nghe giờ kêu Tion cười. Bộ Tion bị tàn tàn hả? Đâu có dễ cười như vậy Ben.
Em cũng muốn ngủ với Theo nữa hả? Suy nghĩ ra câu chuyện hài chưa? Nói chung là cái hành động gì đó mấy em làm cho tôi mắc cười là được, không cần phải làm chuyện hài. Thôi chưa thi, tôi nói thí sinh vô thi. Không được chậm cơ chập Tion cười nhưng mà không được chạm tiếp xúc vô Tion, không được đụng vô Tion. Đụng vô Tion là đi qua là với ba ngủ liền đó. Yêu pin đúng không? Rồi thi liền luôn để còn ngủ nghỉ ngày mai sáng đi học đi chơi đi làm gì đó nữa. Rồi xích ra đi. Các người cá xích ra. Ngồi cách xa ra một chút. Nori thi trước. Rồi bắt đầu. 1 2 3 bắt đầu. Bon. Rồi cả. Không mắc cười mà nhìn miệng bút mắc cười chịu nổi. Cái miệng nó cười mà nó kêu ra tiếng con dê luôn mới ghê. Cười mà nó kêu bè 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 bè. Người cá phút làm tôi mắc cười quá. Belly bị loại ra. Rồi Nori thắng rồi đó. Belly bị loại ra. Tại nhờ anh Kevin mà làm cho Nori thắng. Tại ông bà chọc thôi. Tôi không chưa có mắc cười mà mấy bạn này cười. Công bằng rồi. Tion sẽ cố gắng nhịn cười. Bắt đầu bây giờ tới ai? Dạ Tion. Ai? Ai thi tiếp theo? Rồi bắt đầu. 1, 2, 3, action. Có 3 phút làm cho Tion cười thôi. Mấy bạn canh đồng hồ giùm cái. Chứ mà nó làm trò khùng tới sáng luôn á. Diễn xuất gì kỳ vậy? Diễn xuất gì kỳ vậy? Trời ơi, diễn viên nổi tiếng mà diễn xuất vậy hả? Chưa hết 3 phút quá, còn 2 phút quá. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Sao 360 độ? Bên cá. Tôi lại đây. Không, không có được chạm nha. Rồi, tôi không thấy. Để đây Billy kìa, bỏ bảnh ta. Rồi che đi, tôi không thấy. Cái gì mà làm cho tôi mắc cười vậy ta? Phải chuẩn bị tinh thần các bạn ơi. Tôi mà nhìn mặt người ta hơn chưa? Ba người mà cười suốt ngày. Trời ơi, mấy bạn kia cười dữ vậy. Liệu tôi có nhịn cười được không các bạn? Cái đầm đó của ai vậy mấy em? Nori. Đầm của Nori mà mặt tới hán luôn vậy đó. Còn một phút thôi đó. Đâu, mở cửa ra. Nori. Còn một phút thôi đó, ráng chọc tôi cười đi. Sao gì? Diễn xuất gì kỳ quá. Lên ngủ coi. Hai phút đã trôi qua mà chưa thấy mắc cười. Đây rồi, thầy.
Bên Ly giả gái nha các bạn nha. Có sao thử không vậy? Phát hiện Bên Ly giả gái luôn nè các bạn ơi. Bên Ly bóng lộ rồi. Thôi đâu có tê hoài, không có đồ trang điểm hết. Rồi, 3 phút đã trôi qua. Ben chỉ làm Teun hả? Nhếch mép được một cái như thế này. Rồi, bây giờ, đi vô. Nghĩa là bình thường quá. Áo thì vô luôn rồi. Áo chưa, thi lại, thi lại, thi lại. Rồi, thi lại. Tối nay Ben Lee sẽ ngủ với người cá ba. Không, thi lại. Cơ hội một lần à, bây giờ tới ai? Không tới đâu. Nori là có cơ hội ngủ với Teun này nè. Không đâu. Tới giờ tới em phải em thi không? Vậy là em không ngủ với Teun đúng không? Ờ cảm ơn em. Em phải cố cười. Em phải cố nữa cho mày cười. Thôi bạn Nori cười thì nó mắc cười. Hồi nãy bạn Nori nhìn em trợ giúp. Đúng rồi, nhìn mặt bạn em mắc cười lắm, chịu không nổi. Muốn cười tét rúng luôn đấy. Không, Nori chỉ còn lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại. Ben muốn Teun mắc cười, Ben phải son môi hay là đổi sớ đồ gì lên á. Đúng rồi, nó là hồi nãy chuẩn bị. Trời ơi. Không, cầm ra cái này giả bộ tập tệ, son môi rồi. Super girl luôn hả? Đó, rồi cái điểm xong. Đó, đó, ở đó đó. À, tôi cho. Nhưng mà bây giờ Ben làm cũng như vậy à. Tại cuộc thi xong rồi. Bây giờ là Ben làm cho mấy bạn coi thôi chứ. Không, chắc chắc Ben một cú. Trời ơi, bỏ ra đây kem. Người xấu quá. Được rồi, hot lắm rồi. Má nuôi về để lá thằng Gia. Rồi bây giờ tới Kevin. Vậy là có Ben chưa? Ai nhường sức cho Ben rồi? Nhường sức cho Ben rồi. Nhưng mà không thấy đâu, mấy bạn trên mạng không thấy là được rồi. Vậy Kevin đâu có nhường lượt đâu đúng không? Kevin cứ thi đi. Thi. Nhưng mà một rồi Teun đếm từ 1 tới 3 diễn nha. 1, 2, 3 action. Đã bắt đầu rồi đó. Rồi diễn xuất không lời mà cái môi dày nó chề chề đó kìa. Đang diễn hả? Diễn bằng cách im lặng hả? Ồ nghệ thuật quá ta. Diễn xuất không cần lời luôn. Đây là like nhiều like lắm đó. Ben quay lưng ra cho mấy bạn coi coi phía sau của Ben nhìn giống gái không? Rồi phía sau giống gái quá. Không ai BD như Ben, BD mấy gái sẽ ướng. Mười lấy thì là mười lấy là đang là con gái như tập tao ở xong ở trong giờ này. Thôi được rồi. Thi xong rồi. Lại mà. Thì vậy luôn rồi. Nhường cho Ben đi lại đi. Cái gì sao nhường? Không, lượt ai nấy thi à. Rồi chương trình kết thúc tối nay là Teun sẽ ngủ. Quay đâu đi. Không có Benjamin. Bạn ấy giờ đang làm thách thức trên thầy ba nghĩ vô một cách. Và mặc dù mà quấy đầm. Bạn Nori là diễn trả mất cười mà giờ Kevin cười đi chàng không mà chơi. Mà Ben diễn sâu quá, Ben diễn quá sâu. Ben diễn thường thường thôi, Teun còn mắc cười, Teun xém mắc cười, Teun nhếch mép đúng không? Xém mắc cười. Thôi cố gắng lần sau đi ha. Không cho Ben làm lại nhưng mà Ben xem Teun á. Mất cơ hội ngủ với tiên cá rồi.